Em là Trần, xin kính chào các bác đam mê Auto trên toàn quốc. Video clip hôm nay thì em lên sóng giao lưu bán rẻ cho các bác một siêu phẩm cặp loa Mỹ cây cột chân dài. Cặp này là Infinity Kappa 90, một trong những series cao cấp của Infinity. Sản phẩm ra đời vào khoảng những năm 1999, năm 2000. Đời rất là cao với cái thiết kế nó sang trọng, hiện đại, khả năng chơi đa năng các thể loại nhạc và dễ dàng phối ghép âm ly. Về thông số kỹ thuật, em này thì chiều cao lên tới 1m2, chiều ngang 39 và chiều sâu là 38cm. Mỗi thùng thì nặng khoảng 40kg. Cấu hình của cặp Kappa 90 này thì chúng ta sẽ có hai loa bát với đường kính là 25cm. Ở đây chúng ta sử dụng hai bát điện, hai bát thật, không có bát cộng hưởng các bác nhé. Phía trên thì chúng ta sẽ có một loa chung 14cm và một cái loa chép điện dạng Emit của Infinity, dòng chép rất là cao cấp. Trên tay em thì đang là tấm lưới của dòng Kappa. Em này thì có lưới vải màu đen, lưới còn zin theo loa và bên trong thì khung nhựa còn khá là chắc chắn. Loa thì được thiết kế lưới E-căng 2 mảnh. Lưới E-căng 2 mảnh các bác nhé. Thì cái phần ở trên ấy, thì là để che cái loa mid và loa chép, còn cái phần dưới thì là để che cái loa bát. Khi mà đậy E-căng vào thì trông cái cặp loa nó rất là sáng. Nó sẽ để lộ ra cái phần gỗ ở phía giữa và cái phần gỗ ở phía dưới, trông rất là đẹp và sang trọng. Cặp loa hôm nay thì bên em về trong cái tình trạng đẹp tuyệt sắc luôn. Mời các bác chúng ta cùng xem. Đầu tiên thì em mời các bác chúng ta cùng xem phần thùng vỏ góc cạnh của em nó. Thì em này thì thiết kế nó dạng hơi hướng là khá là high-end cao cấp. Cái phần trên thì nó sẽ to ra và phần sau thì nó sẽ thuôn nhỏ lại. Loa thì được làm bằng vỏ gỗ sồi màu vàng, rất là đẹp. Cấu hình tuyến loa tuyệt đẹp luôn. Chúng ta sẽ có chép Emit này, một loa chung này, hai loa bát. Bát ở đây còn rất là đẹp và mọng căng luôn. Đây, hai bát. Đấy, phần gỗ thịt làm nổi khối rất là đẹp. Mời các bác tiếp tục quan sát cái phần thùng loa bên này. Đây, thùng vỏ góc cạnh cũng còn rất là ok. Em này là vỏ góc cạnh này, tất cả là zin này, không có spa tút tát gì. Đấy, rất là mới. Tuyến loa thì mọng căng. Chúng ta sẽ xem ở cái phần phía sau của cặp loa này cũng còn khá là ok. Chúng ta sẽ có một cái lỗ thông hơi cộng với một cái cọc loa chơi bắp chuối các bác nhé, và tem Kappa 90. Thùng vỏ góc cạnh cũng còn khá là ok. Cặp này thì bên em giao lưu cho các bác mức giá gọi là siêu tốt, một mức giá chưa có từ trước đến nay. Cặp này thì những cái năm về trước, khoảng 2 năm về trước thì có những cái mức giá rất là cao, lên tới 27-28 triệu. Hôm nay thì em giao lưu cho các bác cặp Kappa 90, mức giá là 21.800.000 đồng. Các bác có nhu cầu các bác alo cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc. Giá sản phẩm không bao gồm phí ship, chỉ có 21.800.000 đồng cho cặp hàng khủng. Các bác nhanh tay alo cho em. Cặp này thì bác đánh như bom luôn, chơi đa năng tất cả các thể loại nhạc và vô cùng dễ ghép âm ly. 21.800.000 đồng. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Em mời các bác chúng ta cùng cảm nhận một chút về chất lượng âm thanh của cặp loa này. Các bác nhớ đeo tai phone vào để chúng ta cùng cảm nhận.
nói rằng bát đánh như bom luôn, tiếng rất là sâu chắc. Cặp này thì các bác chơi đa năng, các thể loại nhạc cực kỳ dễ ghép âm ly. Các bác chỉ phối cho em những dòng âm ly của Sansui, của Đơn Đông có công suất khỏe một chút thì sẽ cho ra cái chất âm rất là chắc chắn. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội các bác nhé. Và giao hàng đi toàn quốc. Anh đi em ở lại, buồn xin ghép vào lòng. Cầu đi rồi có còn nhớ một người trên sân ga. Các bác chơi đa năng nhé, em sẽ test nhạc Bolero cho các bác chúng ta nghe. Tiếng rất là tốt luôn, bát nó thả mềm sâu, trung âm rộng và là tép tơi nhuyễn, nghe rất là leng keng. Này con vì mẹ ở đâu, quê nghèo xuân về mưa hát hiu, vườn xưa sơ sắc hoa rơi xuân về không mẹ nụ hoa kế. $21,800 cho cặp Kappa 90. Mọi nhu cầu mua sắm các bác alo cho em theo số điện thoại trên màn nhỏ. Thank you.
21.800.000 đồng cho cặp loa Kappa 90. Các bác có nhu cầu alo sớm cho em. Đây là một cái dòng sản phẩm ngon mổ rẻ. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Vâng, em Đạt Trần xin kết thúc video clip này tại đây. Các bác quan tâm cặp loa mời các bác alo cho em. Giá cực tốt 21.800.000 đồng. Xin chào và hẹn gặp lại.